Thưa quý vị, nhân ngày Hà Nội mùa thu mát mẻ thì rất nhiều người từ du khách quốc tế đến trong nước đã lựa chọn Hồ Gươm trở thành điểm đến của mình nhân ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Trong đó thì nhiều người lần đầu tiên đến Việt Nam, cũng có những người đã đến nhiều lần nhưng đều cùng chung sự hào hứng khi tìm hiểu về Hà Nội, văn hóa Việt Nam và đặc biệt là ý nghĩa lịch sử của ngày Tết độc lập. Năm trước, hai con của ông bà Kawastra Ấn Độ đã tới Việt Nam du lịch và có trải nghiệm đáng nhớ, nên năm nay ông bà quyết định tự mình trải nghiệm 9 ngày tại đây. Chúng tôi dành một tháng để đi du lịch khắp Việt Nam, từ Sapa đến Hà Nội, Hạ Long, Đà Nẵng, Hội An. Về ẩm thực, do khác biệt về văn hóa, nên chúng tôi chỉ ăn những món có trứng và thịt gà. Vợ chồng tôi cũng đã có trải nghiệm thú vị tại chợ đêm và phố cổ. Con người ở nơi đây rất vui vẻ, luôn tươi cười, nhất là trong ngày lễ Quốc Khánh giống như ở quê hương chúng tôi vậy. Lần đầu tiên tới Việt Nam, vợ chồng ông bà William đã dành gần một tháng để đi dọc các thành phố trên mảnh đất hình chữ S. Trước đêm về nước, ông bà đã quyết định dành thời gian tại Hà Nội để cảm nhận không khí đặc biệt trong ngày lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Việt Nam rất đẹp, đồ ăn có giá vừa rẻ vừa ngon như phở, bánh mì. Tại quê hương chúng tôi chỉ có hơn 5 triệu người, cùng thời tiết lạnh có tuyết, còn sang Việt Nam thì đông đúc hơn, thời tiết cũng ấm hơn, đặc biệt khi mới chuyển thu như này rất dễ chịu. Hay chỉ mới đến Việt Nam ngày hôm qua, nhưng hai bạn trẻ đến từ Israel đã cảm nhận rõ nét sự khác biệt so với các quốc gia khác từng đi du lịch. Sau Hà Nội, cặp đôi dự kiến sẽ dành một tháng để trải nghiệm khắp các tỉnh thành từ Bắc tới Nam của Việt Nam. Tôi đã thử và thấy rất thích món cơm rang, chả nem, mì trứng. Việt Nam là một quốc gia rất đẹp nên tôi rất muốn ở lại. Chúng tôi đã từng đến Thái Lan, Campuchia, Indonesia nhưng cảm nhận về Việt Nam rất khác, đặc biệt là thời tiết dễ chịu trong mùa thu. Để đón lượng khách du lịch lớn trong kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, các không gian tại phố đi bộ Hồ Gươm sẽ được mở xuyên suốt trong cả 4 ngày nghỉ. Không những thế, Sở Du lịch Hà Nội còn phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện quảng bá như diễu hành áo dài, phát thức uống đồ ăn nhẹ cho người dân và lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, miễn phí xe buýt 2 tầng Hà Nội City Tour.